Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay chúng ta sẽ nói thêm về con trỏ. Cái này là con trỏ của con trỏ. Làm cho các bạn rối lên. Cái này là thầy cô hay hay đánh đố gì đó cho mình bí chơi đó. Rồi, để kéo này xuống nè. Cái này cái cũ nè. Để kéo lên chút xíu nha. Rồi. Thì đây con trỏ của con trỏ nghe nó ghê gớm lắm, nhưng mà tức là ví dụ như các bạn biết rồi, có con trỏ là cái này đúng không? Ví dụ như mình nói cái này là P2 đi, là pointer 2 đi, thì mình cũng khai báo một cái con trỏ nữa, thì nó con trỏ này nó chỉ tới cái con trỏ này thay vì nó chỉ tới ngay cái chỗ điểm nào đó không? Thì nó không chỉ, nó chỉ tới ngay cái của cái thằng kia nữa. Thì đại khái nó vậy, nó làm cho mình lung tung vậy đó, hai ba thằng chỉ qua chỉ lại cho mình rối trí chơi. Để coi cái code nó viết làm sao nha. Đây là cái này, ví dụ như hồi nãy mình nói đó, để coi mình chạy lại cái này coi. Là cái này cái bài trước nè, cái video trước nè, mình có là 25 nè. Đâu rồi, để coi mình kéo lên coi. 25 nè, rồi xong rồi cái mình gắn ngay cái giá trị mới, ngay cái tuổi nè, 358 nè. Thì mình in vào đó, nó sẽ có giá trị 358 nè. Rồi mình thông qua cái con trỏ đó, mình gắn giá trị mới là 17 nè. Thì cái giá trị mới của nó là 17. Cái tuổi, cái đây nè bạn, nó cũng là 17 luôn. Đó, ok. Rồi bây giờ con trỏ của con trỏ là cái quái gì? Cũng là cái loại luôn bình thường các bạn. Ví dụ như con trỏ của con trỏ đó, ví dụ mình nói P2 đó, nó là vậy các bạn. Thì mình có thể định nghĩa nó ngay tại đây cũng được, bằng mình chỉ tới mình chỉ tới cái địa chỉ của hồi nãy như mình nói đó, địa chỉ của con trỏ một đó, nó không báo gì hết nè. Cái con trỏ hai nè, nó chỉ tới cái con trỏ một nè các bạn, thấy không? Thay vì nó chỉ tới cái biến nào đó, thì nó chỉ tới cái biến là một cái con trỏ nữa đó, nó làm cho mình loạn ốc lên gì đó đó, các bạn thấy không? Thì cái địa chỉ là mình dùng cái ampersand là dấu và đó. Rồi bây giờ mình in ra thử coi, in ra thử nha, cái giá trị của B2 nè. Cái này của B2 của mình nè, thì cái này là của mình 17 phải không các bạn? Mình thì mình mong đợi cũng là nó in ra 17, để mình thử coi. P2 sai rồi. Mình chỉ có một cái dấu này thôi, thì đó là nó chỉ cái in ra giống như là cái địa chỉ thôi, là ngay các bạn thấy không? Thì bây giờ mình muốn giống như cái thằng trên đây nè, giống như cái thằng trên đây nè, mình coi nội dung của nó, thì mình phải hai dấu, tại mình khai báo nó là con trỏ chỉ tới con trỏ mà. Đó, con trỏ chỉ tới con trỏ, các bạn thấy không? Thì mình phải hai dấu thì mình mới mong đợi nó in ra là cái số 17. Đó, thì in ra số 17 nè các bạn thấy không? Đó. Rồi, bây giờ mình cũng làm giống như trên đây, ví dụ như mình cũng làm ba cái này đi, các bạn để thử lại nha. Thì bây giờ con trỏ của con trỏ thành 2 thì mình sẽ gán tới là số tùm lum la đi, đại khái vậy. Thì mới nó sẽ là con trỏ của con trỏ. Cái tên của nó là P2 đó. Thì dĩ nhiên cái này mình cũng biết nó in sẽ là 3 4 5 7, phải không? Còn cái chỗ mới này thì mình chưa biết, mình chạy thử. Đó, thì các bạn thấy không, cái mới này cũng 3 4 5 7, cái tuổi ngay vô cái tuổi nó cũng là 3 4 5 7, các bạn thấy không? Đây thì mình coi với lại coi mình này, yên này, chỉnh này coi này chút. Đó, thì cái con trỏ của con trỏ thì khi mà mình gán cái giá trị vào thì nó là như vậy. Con trỏ của con trỏ là một cái số mới thì nó làm cái gì? Con trỏ nè các bạn, nội dung của con trỏ, và nội dung của con trỏ là cái con trỏ này chỉ vào đây, chỉ vào bên đây, ngay chỗ này mình gán cái giá trị là 3 4 5 7 vào ngay chỗ này, thì cái tuổi người ta truy cập cái tuổi cũng là cái đó, rồi mình truy cập thông qua một cái pointer cũng là cái đó, rồi thông qua hai cái pointer cũng là cái đó. Thì cách truy cập hai pointer thì mình cái kiểu nó là như vậy,
Một là như vậy. Thì khi thầy cô á, người ta cho bài kiểm tra đó, thì thí dụ như người ta nói á, là cái này nó sẽ in ra cái gì, ví dụ như người ta nói in ra gì, ví dụ như cho câu A là 3 4 5 7, cho câu B là cái địa chỉ gì đó, đại khái mình cũng biết cho địa chỉ gì đó, thì mình ví dụ như mình lấy ô một cái mình đánh dấu vô cho là A đó, thì các bạn thấy sai rồi không, cái này nó phải là địa chỉ, tức là địa chỉ của Phi, đại khái như vậy. Thì ví dụ như mình chọn B mà nó Phi nó đó, bạn thấy không, nó ra cái số khác này, thấy không, địa chỉ đó. Còn bây giờ mình thử ra mình kiểm tra coi nha, mình kiểm tra ví dụ như mình nói địa chỉ của Phi đi, mình nói cái này địa chỉ của Phi là cái này là Phi này phải không các bạn, Phi địa chỉ, thì khi mà mình địa chỉ thì mình đánh cho Phi coi nó có báo gì không, đó thử nha các bạn. Đó các bạn thấy không, đây nè, để mình giải thích. Địa chỉ của Phi là, ví dụ khi mình Phi, Phi là một cái pointer đó, thì cái địa chỉ của nó là cái này nè, là một con số này. Thì khi mà cái P2 nó chỉ vào đây nè, P2 chỉ vào cái P này đó. Đó, thì cái nội dung của nó phải là cái địa chỉ của thằng P. Cho nên mà bạn thấy tại sao như số trên này hai số giống nhau nè, thấy không, ngay là cái hàng số 29 in ra cái địa chỉ của thằng P là cái số này, là địa chỉ đó, là mình nói bên mé bên này nè các bạn, địa chỉ của memory đó nó sẽ là 0 1 2 3 4, cho nó dài cho tới 8 gig, đại khái như vậy đó. Thì đó, thấy không, người ta cho như vậy, người ta hỏi cái câu này mình bị lộn xộn tùm lum, mình sẽ chọn A, đại khái như vậy. Thì cái đây là cái cách mà thầy cô đánh đố để mà vừa địa chỉ rồi vừa giống như là nội dung và địa chỉ rồi nó lung tung á. Rồi thì nó lung tung như vậy để cho mình bí mình làm bài cho nó sai. Thật sự ta cũng muốn kiểm tra coi mình có hiểu hay không thôi. Thì nói tóm lại là pointer hay cái gì đó nó chỉ thì nó một cái dấu ngôi sao, thì bạn là một cái mũi tên này nè, bạn sẽ chỉ tới cái thằng kia, nó cũng là một cái con đỏ luôn, thì nó ra thành hai cái ngôi sao, ba cái ngôi sao. Bạn vẽ ra, bạn giống như là khi mà kiểm tra hay là nói chung mình làm á, mình vẽ ra cái mũi tên này á, thì mình lần theo cái dấu vết của nó thì nó chính xác. Còn ở trong đầu mình tưởng tượng á, đôi khi mình bị sai một cái là nó chật lất, nó không chỉ đúng cái chỗ, các bạn hiểu không. Thì con trỏ là một cái ngôi sao, nội dung của nó, ví dụ như cái pointer này, tên này đi, nội dung của nó, tức là ngay cái chỗ trong này nội dung là nó chứa cái gì. Đó, ok. Còn địa chỉ là mình cái dấu ampersand, tức là cái dấu và đó, là cái địa chỉ, là nó sẽ chứa cái giá trị là cái địa chỉ của memory. Còn nếu mà nó không có cái ampersand, tức là cái biến đó, nó mình sẽ coi cái giá trị ở trong trong đây. Rồi các bạn thấy không, nhớ chưa, nó luôn sẽ bung. Nhưng mà mình đi làm chắc mình sẽ không bao giờ làm mấy cái này đâu, mình học để mình hiểu được cái cách hoạt động của cái biến nó làm sao, trên memory cái địa chỉ nó là gì thôi. Rồi hy vọng bạn không có quá nhức đầu quá thì uống thuốc vô, rồi cái vụ này là coi như mình xong. Mình khi mà mình hiểu rõ ràng thì mình không có cần phải thuộc lòng đâu, mình lần mò theo dấu vết là coi như mình được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.